Vâng, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Tiêu lên phát biểu ý kiến tham luận. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi Nguyễn Thị Tiêu là hội viên của câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh thuộc câu lạc bộ của Vạn Ti Thái Bảo Gia Bình Bắc Ninh. Tôi xin tham luận vào bảng tổng kết 5 năm hoạt động của câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa ông Vũ Bá Rồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tới dự hội nghị hôm nay. Thưa toàn thể hội viên của câu lạc bộ hát chèo Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa toàn thể hội nghị. Được sự nhất trí của ban tổ chức, tôi có một số vấn đề tham luận sau đây. Một, tôi hoàn toàn nhất trí với bản tổng kết mà bà Phạm Thị Quế vừa nêu. Hai, những thành tích bà câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 5 năm qua là rất đáng tự hào. Để có được những thành tích đó là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao của ban chủ nhiệm, của các hội viên trong câu lạc bộ. Sự sáng tạo năng động của bà Phạm Thị Quế, chủ nhiệm câu lạc bộ, đồng thời được sự dẫn dắt tận tình, sự quan tâm của ban lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh nhà. Kính thưa toàn thể hội nghị, những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua đó là động lực thúc đẩy các phong trào của các hội viên trong câu lạc bộ hát chèo câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh cố gắng hơn nữa, cùng nhau đoàn kết, tập luyện, sáng tác những làn điệu, ca kịch chèo, cùng nhau gìn giữ và phát huy bảo tồn bộ môn nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. 3. Thường xuyên tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian khác hoặc câu lạc bộ hát chèo của các huyện, thị trong tỉnh để có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm nhằm phát huy những tinh hoa nghệ thuật chèo trong dân gian. Kính thưa toàn thể hội nghị, để câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh phát triển hơn nữa thì rất cần có sự quan tâm của ban lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh cùng với sự quan tâm của các nhà lãnh đạo của Sở Văn hóa, Trung tâm Văn hóa cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn trước khi dừng lời. Cho phép tôi được xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các hội viên trong câu lạc bộ tới dự hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công rực rỡ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Tiêu. Vì thời gian có hạn, ban tổ chức xin dừng phần phát biểu tham luận tại đây, hoặc gửi văn bản hoặc báo cáo trực tiếp về ban chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể hội nghị, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh rất vinh dự được đón các vị lãnh đạo, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh về dự để câu lạc bộ thực hiện tốt các quy chế ngày càng phát triển. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Vũ Bá Rồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các hội viên của câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay thì trong cái không khí hết sức vui mừng phấn khởi, chúng ta tổ chức một cái chương trình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của câu lạc bộ. Trước khi đi vào phát biểu những cái nội dung theo cái chương trình, tôi xin phép được các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ, tôi muốn chụp một cái bức ảnh kỷ niệm mà có rất là có giá trị kỷ niệm trong cái thời khắc 5 năm về trước và hôm nay thì cũng kỷ niệm, chúng ta tổ chức kỷ niệm 5 năm. Tôi xin phép được quý vị đại biểu khách quý và toàn thể câu lạc bộ xin được trân trọng kính mời bác Nguyễn Thị Sử, nguyên là chủ nhiệm đầu tiên, có thể nói một cái người có rất nhiều công lao đóng góp cho cái sự ra đời, quá trình hình thành phát triển của câu lạc bộ chèo hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác Sử và cũng xin được trân trọng kính mời chị Phạm Thị Quế là đang là chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo lên để chụp một cái bức ảnh kỷ niệm
5 năm về trước và chủ nhiệm hôm nay, để sau đây thì chúng ta tiếp tục để đưa câu lạc bộ tiếp tục phát triển. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh cùng lên tặng hoa và chụp một cái bức ảnh kỷ niệm. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Có thể nói là hôm nay thì tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng với các đồng chí lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh để về dự cái chương trình kỷ niệm 5 năm ngày thành lập câu lạc bộ hát chèo của người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Trước hết thì xin thay mặt cho lãnh đạo của Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc cho buổi tổ chức cái lễ kỷ niệm hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Vâng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý và kính thưa toàn thể câu lạc bộ. Như chúng ta đã biết thì câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đến nay thì chúng ta đã thành lập được 5 năm. Và chúng ta thì cũng đã nghe cái báo cáo đánh giá tổng kết 5 năm hoạt động của câu lạc bộ, và đặc biệt là chỉ ra những cái phương hướng hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới. Tôi thì báo cáo với lại các vị đại biểu khách quý và câu lạc bộ thì có thể nói rằng là đúng là 5 năm thì nó như là một cái khoảng thời gian, một khoảnh khắc kể ra thì cũng ngắn nhưng đặc biệt thì cũng tương đối dài, một chặng đường để cho sự phát triển của một tổ chức, của một câu lạc bộ. Thì tôi nhớ lại là cách đây 5 năm thì lúc đấy thì bác Sử thì bác ấy có đến chỗ ban đại diện Hội Người Cao Tuổi, bác ấy cũng trao đổi. Thì bác có nói là hiện nay thì cái phong trào hát chèo của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là của thành phố Bắc Ninh thì cũng đang rất là phát triển. Và rất mong muốn là cần có một tổ chức để làm cái công tác quản lý, đặc biệt là thúc đẩy cái phong trào hát chèo của người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Và bác ấy cũng trao đổi với tôi là cũng đã đến ban đại diện Hội Người Cao Tuổi một số lần, thế nhưng mà cũng chưa được để thực hiện có một cái quyết định để có một cái tổ chức để cho các hội viên, những người yêu thích bộ môn chèo để tập trung về đấy, để chúng ta có một cơ hội, để chúng ta có quản lý, chúng ta có điều hành, chúng ta có tạo điều kiện để chúng ta hoạt động để ngày càng phát triển. Thì tôi lúc ấy thì tôi cũng suy nghĩ, thực ra lúc đấy thì mới ở Sở Nội vụ sang thì cũng đang còn rất mới, cũng chưa hiểu nó như thế nào cả. Nhưng mà tôi thì tôi suy nghĩ rằng là nếu như mà các cụ, các bác mà lại yêu thích bộ môn hát chèo như thế, mà cũng không cần cái gì, chỉ cần có một cái danh phận thôi, tức là chính danh, danh phận để cho các thành viên này được quy tụ về đấy, được tập trung về đấy, để cùng nhau, để hỗ trợ, đoàn kết, giúp đỡ để phát triển cái bộ môn hát chèo này. Thì tôi lúc ấy tôi mạnh dạn, tôi thấy thế thì tốt quá, nguyện vọng là chính đáng. Điều kiện thì cái tổ chức này khi mà được thành lập thì cũng tự lo tự khoản, nhưng mà nó lại thúc đẩy phong trào phát triển. Thì lúc đấy đồng chí Rồng là cũng mạnh dạn, sau đó quyết định một cái quyết định ký để công nhận câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh là một cái câu lạc bộ mà trực thuộc ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh. Thì báo cáo với các bác là thực ra lúc đấy là cũng hơi bị mạnh dạn một chút, chứ còn lúc đấy là về mặt quy chế tất cả mọi cái thì cũng chưa có đủ điều kiện để mà quyết định để thành lập một cái tổ chức trực thuộc ban như thế này. Thế nhưng mà tôi thì lúc đấy tôi nghĩ rằng là không có gì sai cả, bởi vì đây là một cái nguyện vọng chính đáng mà nó lại mục tiêu, mục đích nó quá tốt đi. Đấy, nó phục vụ cho một cái nội dung mà tỉnh nhà thì cũng đang là có nghị quyết để phát triển, để bảo tồn và phát triển các cái bộ môn dân gian và dân ca thì tốt quá rồi. Thế thì lúc đấy là có quyết định. Và thực ra báo cáo các bác hôm nay thì có bác Sử, tại sao tôi rất muốn là chụp một cái bức ảnh chung với bác Sử, bởi vì bác Sử lúc đấy là người đầu tiên, tất nhiên là thành viên thì nhiều nhưng cái người xoắn đáo chăm lo và cái người là tha thiết đến để đề nghị. Thì lúc đấy tôi cứ loanh quanh gặp mãi bác Sử, lúc đấy thì bác Sử cũng có tuổi rồi, đi lại tương đối vất vả nhưng mà bác nhiệt tình lắm. Thì sau đó thì bác đến và cuối cùng thì thuyết phục được đồng chí Rồng, và đồng chí Rồng cũng quyết định để công nhận. Thì có thể nói rằng tôi cũng không nghĩ là một cái quyết định của mình mà nó lại đem lại một cái tác dụng lớn như vậy. Thì bây giờ có một cái đội ngũ hùng hậu như thế này, lớn mạnh như thế này, có một cái câu lạc bộ mà lại lớn mạnh như thế này,
thì có thể nói rằng những biết là thẩm quyền đúng hay sai, nhưng mà cái tác dụng của một cái quyết định thì có thể nói là tuyệt vời, nó đem lại một cái sự phát triển đến giờ phút này. Chúng ta nhìn thấy một cái câu lạc bộ phát triển như này, từ lúc đầu chỉ có một số thành viên thôi, một số người yêu thích thôi, nhưng bây giờ một cái câu lạc bộ lớn mạnh như thế này rồi thì thật là tuyệt vời. Cho nên là xin báo cáo các bác là, cho nên là công lao thì tất cả các hội viên, nhưng mà phải nói là tôi rất nhớ và rất ghi nhận cái công lao rất lớn lao của bác Nguyễn Thị Sử, là cái người mà vừa đam mê hát chèo nhưng mà tha thiết có một tổ chức để cho cái các cái người yêu thích hát chèo này, để mà có một cái ngôi nhà chung. Các bác hình dung như một ngôi nhà chung để chúng ta được về đấy chung vui, chung sức đồng lòng để chúng ta để phát triển bộ môn này thì tốt quá. Thế và chúng ta thì đã nghe trong báo cáo tổng kết của ban chủ nhiệm đã đánh giá rồi, trong 5 năm qua đến giờ phút này thì có thể nói câu lạc bộ đã lớn mạnh trên nhiều mặt. Thứ nhất là về mặt tổ chức thì trong báo cáo thì các bác thấy rồi, như vậy là câu lạc bộ chúng ta lúc đầu chỉ có 40 thành viên và các chân rết, các chi nhánh của câu lạc bộ chỉ có 5, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ thì chúng ta có tới 150 hội viên rồi, và lan tỏa xuống các chân rết của các cái chi nhánh ở dưới các huyện, thành phố, thị xã, thậm chí ra tận cả tỉnh ngoài, thì bây giờ là câu lạc bộ quá tuyệt vời rồi. Đấy, như vậy là phát triển về mặt tổ chức, lớn mạnh về mặt tổ chức, kể cả về hệ thống tổ chức, có nghĩa là chúng ta lan tỏa xuống tận, đến chân rết xuống tận các huyện, các xã, các thôn làng rồi. Và cái thứ hai là hội viên chúng ta tham gia, thì bây giờ là chúng ta từ chỗ mà theo báo cáo là chỉ có 40 thôi, bây giờ chúng ta có 150, và chắc chắn là nếu thống kê đầy đủ còn hơn nữa, và những người yêu thích hát bộ môn hát chèo còn nhiều hơn nữa, chứ nó không dừng lại ở chỗ 150. Thì cái đấy là một cái sự lớn mạnh. Hai là ban chủ nhiệm, thì tôi cũng thấy là ban chủ nhiệm được củng cố và kiện toàn. Phải nói là lúc đầu thì bác Sử bác làm chủ nhiệm rất yêu quý, rất đam mê, nhưng mà có thể là sau thì sức khỏe bác ấy cũng có hạn, nên ban chủ nhiệm thì đã kịp thời kiện toàn. Đến giờ chúng ta đã có một cái ban chủ nhiệm đủ sức cả về trách nhiệm, cả về trí tuệ, cả về chuyên môn để chúng ta dẫn dắt câu lạc bộ chúng ta để chúng ta tiếp tục phát triển. Như vậy là có thể nói rằng từ ban chủ nhiệm, từ các thành viên, từ các chân rết thì có thể nói rằng về mặt tổ chức là chúng ta tốt quá rồi. Đấy, phải nói là sau 5 năm một cái câu lạc bộ hoạt động tự nguyện, tự quản, chúng ta tự lo mà đạt được như thế này, một cái mô hình tổ chức thế này thì rất là quý, như rồng thì cũng thấy rất yên tâm. Cái việc thứ hai về chuyên môn thì có thể nói rằng các bác thì thấy rồi, tôi thì có thể nói là không hiểu sao gắn với chèo tương đối nhiều, gần như các cái sự kiện của câu bộ chèo, đặc biệt là tổ chức những cuộc tổng kết các năm hàng năm xa xôi đến tận Đức Long, rét căm căm nhưng cái dòng vẫn về tận đấy để dự cái buổi tổng kết năm ngoái. Phải nói rằng là theo có thể nói là một cái duyên nợ với chèo, nhưng theo chèo tương đối sát thì tôi cũng thấy đánh giá về chuyên môn là có thể nói rằng là sau khi chúng ta có câu lạc bộ thì chúng ta tập trung được các hạt nhân, đặc biệt là những người mà yêu thích nhưng mà lại có chuyên môn. Đấy, các bác vừa thấy một cái chương trình khai mạc, có thể nói những người hát chèo, đặc biệt là có những bác tuổi cao nhưng hát chèo rất ấm, rất tuyệt vời, những động tác, những vũ điệu của cái động tác chèo tôi thì không hiểu lắm, nhưng tôi nhìn những cái vũ điệu hát của cái động tác chèo đấy, rồi những cái làn điệu của hát chèo hay quá đi, tuyệt vời. Cho nên là về mặt chuyên môn thì được nâng lên rất nhiều, và nó được thể hiện là chúng ta đã đi tham dự rất nhiều các sự kiện. Đấy, chúng ta tham dự 2 lần tham gia tiếng hát người cao tuổi đều đạt giải, và riêng về bộ môn hát chèo là khi chúng ta tham gia bao giờ cũng được giải nhất. Những cái rồng thì làm trưởng ban tổ chức giải cũng không phải là những rồng ưu ái đâu. Đấy, mà chúng ta được giải nhất đâu, chắc chắn rồi, nó phải phản ánh thực tiễn trong một cái hội đồng chấm thi và người ta đánh giá. Thì tất nhiên là giải toàn đoàn thì có thể chúng ta chưa được nhất, nhưng mà riêng hát chèo, các tiết mục hát chèo thì chúng ta lúc nào cũng đạt giải nhất, thì đấy nó phản ánh một cái chuyên môn phải nói tuyệt vời. Thế còn trong những năm qua, đặc biệt là cuối năm, đầu năm vừa rồi, là tôi được biết là câu bộ đi tham gia rất nhiều các chương trình, các lễ hội, trong các chương trình kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như là của các địa phương thì tốt quá. Và cái đấy là một trong những cái lớn mạnh cả về chuyên môn. Rồi chúng ta tổ chức sinh hoạt thường xuyên tương đối đều, chúng ta thực hiện các cái buổi tập truyền dạy và lan tỏa về mặt chuyên môn thì tôi thấy cái này quá tốt. Cho nên là về mặt giải quyết các mối quan hệ thì câu lạc bộ có thể nói rằng là một tổ chức, cho nên chúng ta rất cần xử lý và giải quyết các mối quan hệ. Thì qua theo dõi chúng tôi thấy rằng câu lạc bộ giải quyết các mối quan hệ tương đối tốt. Thứ nhất là đối với các câu lạc bộ ở trong cái thuộc người cao tuổi tỉnh, chúng tôi thì hiện nay người cao tuổi tỉnh có 7 câu lạc bộ trực thuộc đang sinh hoạt tại cái nhà văn hóa,
thì chúng tôi thấy rằng câu bộ có thể nói là giải quyết các mối quan hệ rất đoàn kết, rất tình cảm và cùng nhau hỗ trợ và phát triển, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ với cấp ủy và chính quyền địa phương. Hiện nay thì câu lạc bộ chèo chúng ta có trụ sở đang đóng ở dưới khu phố Nguyễn Trãi của phường Ninh Xá, thì có thể nói đây là một trong những cái có thể nói câu bộ rất cố gắng, chúng tôi thấy đặc biệt là một cái sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho câu lạc bộ có một cái chỗ để chúng ta là một cái trụ sở chúng ta sinh hoạt và điều kiện. Và để làm được việc đấy thì chắc chắn rồi câu lạc bộ phải giải quyết cái mối quan hệ rất tốt giữa câu lạc bộ với cấp ủy và chính quyền, thì có thể nói rằng rất tốt, nên chúng tôi thấy rất yên tâm. Một cái mặt nữa là qua theo dõi thì chúng tôi cũng thấy là câu lạc bộ chấp hành cái quy chế do ban chủ nhiệm ban hành thì có thể nói trong thời gian vừa qua rất là tốt. Tôi thì tôi có thể nói ngay từ lúc thành lập thì đồng chí Rồng rất quan tâm đến cái việc mà quy chế của một cái tổ chức như thế nào. Bởi vì chúng ta muốn cái tổ chức mạnh thì chúng ta phải có một cái quy chế chuẩn. Thì lúc đấy đồng chí Rồng cũng trực tiếp để sửa chữa cho cái quy chế đấy. Và tôi theo dõi thì vừa rồi thấy rằng là quy chế hoạt động rất là tốt, câu lạc bộ sinh hoạt đều rất là tốt. Để tất cả những cái chi nhánh trực thuộc phải chấp hành tất cả mọi cái, có thể nói rằng rất tốt. Thì báo cáo với tất cả các vị đại biểu, khách quý, các bác là thành tích của câu lạc bộ trong 5 năm qua là chúng ta rất lớn, với tư cách là một câu lạc bộ tự quản lý, tự chi tiêu, tự chịu trách nhiệm. Để chúng ta thu hút được hội viên như thế này, chúng ta hoạt động như thế này, chúng ta có kinh phí, chúng ta hoạt động như thế này thì tốt quá. Xin được một lần nữa xin được thay mặt cho lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi xin được ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương kết quả hoạt động của câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm vừa qua. Xin đề nghị cho một tràng pháo tay. Còn những cái tồn tại hạn chế thì trong báo cáo thì cũng đã đánh giá rồi. Đồng chí Rồng thì xin được thống nhất với lại những cái tồn tại như vậy. Thì sau đây thì tôi xin được đề nghị là bây giờ chúng ta đã 5 năm, chúng ta có 5 năm thành lập và hoạt động và phát triển rồi. Chúng ta có điều kiện, chúng ta có kinh nghiệm, đặc biệt là chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có nhận thức về câu bộ rồi. Vậy thì 5 năm bây giờ cái nền tảng của chúng ta, cái bước đi của chúng ta, bước nhảy của chúng ta là đã có 5 năm rồi. Chúng ta có nền tảng, chúng ta có cả một đội ngũ như thế này, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có thành tích rồi. Vậy thì bây giờ thời gian tới chúng ta hoạt động như thế nào? Đấy thì báo cáo với lại câu lạc bộ là chúng ta phải chú ý mấy cái việc như thế này. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục quan tâm phát triển để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tổ chức. Bởi vì báo cáo các bác là suy đến cùng thì một cái tổ chức muốn hoạt động có hiệu quả thì quan trọng nhất là chất lượng của cái công tác tổ chức của cái tổ chức đó, thì nó sẽ phải được hết sức chặt chẽ, khoa học và hoạt động phải có hiệu quả. Thế thì về tổ chức thì hiện nay chúng ta là như thế này, chúng tôi rất muốn là ban chủ nhiệm tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Này, bởi vì báo cáo các bác thì tôi làm chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh, nhưng mà tôi cũng đang làm chủ nhiệm một câu lạc bộ. Và có thể nói cái ban chủ nhiệm nó rất quan trọng, và thậm chí có thể nói nó quyết định tất cả những chất lượng và phương hướng hoạt động của một câu lạc bộ. Và vì thế chúng tôi rất mong, rất muốn ban chủ nhiệm hiện nay là như thế này. Chỗ chị Quế thì cũng tốt rồi, và phải nói rất năng động, rất nhiệt tình, trẻ trung. Đấy, và cả ban chủ nhiệm cùng chung tay, cùng đoàn kết. Mà tôi muốn là củng cố, tiếp tục củng cố ban chủ nhiệm, để ban chủ nhiệm nó phải là những cái người đầu tàu, hàng đầu, trách nhiệm, nhiệt tình. Thậm chí ban chủ nhiệm là những người phải có điều kiện một chút. Đấy, thế thì ban chủ nhiệm phải tính đến cái phương án đấy. Bởi vì ban chủ nhiệm nó rất quan trọng, nhất là chủ nhiệm. Chủ nhiệm nhiệt tình rất cần, chủ nhiệm trách nhiệm, chủ nhiệm giỏi giang một chút thì cũng rất cần. Nhưng đúng là chủ nhiệm phải có điều kiện một chút. Đấy, để có nhiều lúc, có nhiều cái báo cáo các bác là chủ nhiệm vẫn phải hy sinh, vẫn phải bỏ ra, vẫn phải chi tiêu, vẫn phải hỗ trợ cho câu lạc bộ. Không cách nào, tại vì chúng ta là đơn vị tự chủ. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái hai là thành viên. Thì bây giờ chúng ta là có 10, tức có 10 chân rết ở các huyện rồi. Thì chúng ta phải tính đến cái phương án tiếp tục lan tỏa tiếp. Bởi vì câu lạc bộ của chúng ta thì là câu lạc bộ mà hiện nay các chân rết ở các huyện, lại ở các thôn và khu phố nữa, ở các xã nữa. Vậy thì nếu ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bây giờ chúng ta là có 126 xã phường thị trấn, chúng ta có gần 800 các thôn và khu phố. Và có thể nói làng nào chúng ta cũng có những cái bộ môn mà rất là dân gian, và những cái nghệ thuật dân gian và rất là đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh. Nhất là hát chèo thì bây giờ phát triển như này. Thì tôi rất muốn là trong tới đây thì câu bộ tiếp tục lan tỏa hơn nữa, để chúng ta có các câu lạc bộ chân rết hơn nữa. Bây giờ chúng ta mới có 10, mà chúng ta thì
Báo cáo với các bác là chúng ta có tới 126 xã phường thị trấn. Như vậy là rất cần một cái lan tỏa của câu bộ, có thêm thành viên nữa, thành viên là dưới huyện nữa, để chúng ta tiếp tục mà đưa cái câu bộ của chúng ta hút câu bộ chúng ta phát triển hơn nữa. Về thành viên thì hôm nay theo báo cáo là chúng ta có 150. Thì tôi rất muốn là hôm nay thì báo cáo các bác là tôi thì cứ nhìn lên mãi nhưng mà tôi cũng đang hơi tiếc một chút. Tức là câu lạc bộ chúng ta có chức năng bảo tồn, lan tỏa, truyền dạy và thu hút. Thế nhưng mà hội viên hôm nay chúng ta, tôi rất tiếc là không có một chút nào của hội viên trẻ. Báo cáo các bác là thôi chúng ta hát chèo thì không phải là tất cả đều người cao tuổi. Mặc dù câu lạc bộ ta là câu lạc bộ người cao tuổi, nhưng nó có chức năng là lan tỏa, truyền dạy, thu hút. Vậy thì chúng ta phải lan tỏa sang thế hệ trẻ nữa. Đúng không ạ? Trong một cái chương trình hát hôm nay mà tôi rất tiếc tôi không nhìn thấy các diễn viên trẻ ở đây, nhất là các cháu. Thế thì cái này thì không biết là câu bộ đã làm được chưa, nhưng mà có thể nói rằng các bác phải nhìn thấy là tất cả những người hát chèo của Việt Nam thì phải nói là tất cả các cháu đều trẻ lắm, và có thể nói rằng là mình xin lỗi là mình không dám dùng cái từ trẻ con, nhưng có thể nói là ví dụ các bác biết là hiện nay rất nhiều bộ môn, ví dụ bộ môn hát sẩm Hà Nội người ta lan tỏa, phải nói là tất cả thế hệ các cháu rất trẻ và rất thích, mà nó các cháu nó về nó hát tốt quá đi. Mà bộ buôn trèo mình cũng vậy, Hà Nội người ta cũng lan tỏa rất nhiều thế hệ các cháu trẻ, rất trẻ luôn, để mà các cháu vào cái sới trèo ở bên Hà Nội. Mình thì cũng thế, bây giờ câu bộ mình có đủ tư cách rồi, có đủ tư cách pháp nhân rồi, chúng ta lại có cả ban chủ nhiệm, chúng ta lan tỏa các thành viên thế này, thì tôi rất muốn là trong các chương trình lan tỏa, chúng ta lan tỏa sang thế hệ trẻ một chút nữa đi. Đấy, bây giờ thì các cháu thì có thể chưa nói, nhưng các bạn thanh niên, đấy, hôm nay một cái chương trình khai mạc, nếu chúng ta có một số tiết mục của các bạn trẻ vào đây mà hát chèo thì nó đẹp quá đi. Thậm chí là trong các chương trình liên hoan mà chúng ta có các chương trình của các diễn viên trẻ thì nó thật tuyệt vời. Cho nên là trong chương trình hôm nay cái dòng cũng chờ mãi nhìn mãi nhưng mà chúng ta chưa thấy có các diễn viên trẻ. Mà các bác cũng hiểu rằng bây giờ anh em mình, các bác thì cũng có tuổi rồi, và đến lúc nào anh em mình lại cũng phải có tuổi thì lại cũng phải nhường chỗ cho các thế hệ trẻ chứ. Vậy thì chức năng lan tỏa của mình là chưa được, đúng không ạ? Chức năng thu hút trong thế hệ trẻ là chưa được. Đấy, thành tích chúng ta nhiều nhưng mà các bác, chỉ các bác cao tuổi, các bác đi hát mới đi diễn này mãi chưa đủ, chưa ổn. Nó chưa phản ánh được cái chức năng của câu bộ chúng ta, đó là chức năng bảo tồn, phát triển, lan tỏa và thu hút. Đấy, thì nó phải lan tỏa sang cộng đồng. Các bác nhìn thấy các chương trình của Vô Tuyến TV ấy, trời đất ơi, người ta lan tỏa sang hát sẩm này, hát chèo này. Rất nhiều các cháu trẻ lắm mà nó hát ở giữa cõi bờ hồ, đẹp quá đi. Thế thì đấy, tức là người ta đã làm được cái chức năng là gì? Lan tỏa, thu hút. Còn mình thì không biết là các bác giấu vào cái giữ trẻ của em nó đi đâu hết đi. Chứ nếu không mà ta cứ như này thì đến lúc đó ta tuổi thì cao, đến lúc ta tuổi cao thì chúng ta yếu, chúng ta cũng không duy trì được. Thậm chí báo cáo các bác là đây cũng phải nói bằng thật là chúng ta kết hợp tuổi cao thì chúng ta hát để duy trì và bảo tồn và chúng ta phát triển, nhưng mà thế hệ trẻ nó phải kế tiếp, nó phải vào đây, nó phải hát ở đây thì nó mới khẳng định được cái đó. Phải, tôi cần lắm mà tôi rất khát khao. Thì hôm nay là báo cáo các bác là câu bộ ông ta thì các bác biết rồi, vừa rồi là phải nói là rất quyết liệt, mà ban là cái hội người cao tuổi cũng rất quyết liệt và ủng hộ, phải nói là sửa từ cái công văn, sửa từ cái báo cáo, phải tìm lại các quyết định, tìm lại các quy chế để làm gì ạ? Để cung cấp, để chúng ta nộp sang bên Sở Văn hóa. Thì bây giờ tỉnh đang có một cái chủ trương là đang rà soát, nếu được thì tỉnh sẽ có một cái quyết định công nhận các câu bộ là câu lạc bộ quan họ thực hành và câu lạc bộ dân ca mà có đóng góp lớn vào cái bảo tồn, phát triển và lan tỏa cái loại hình dân ca của tỉnh Bắc Ninh. Thì hiện nay là câu bộ chèo, vừa rồi chúng ta đã gửi hồ sơ, có thể nói rằng ban trước đấy là ban đại diện, bây giờ là hội người cao tuổi tỉnh, chúng tôi luôn luôn đứng cánh sát cánh với ban chủ nhiệm. Hồ sơ thì bây giờ đã gửi sang văn hóa rồi, người ta đã nhận rồi, thế còn chờ xem người ta duyệt tất cả có được không, nhưng mà tôi hy vọng là sẽ được. Nhưng đó thì báo cáo các bác, câu bộ chúng ta làm được nhiều việc, nhưng trong có một việc, đó là chúng ta thực hiện cái việc lan tỏa cái bộ môn hát chèo này sang cộng đồng dân cư, nhưng mà chưa có các thế hệ. Thì nếu bây giờ người ta xét, người ta bảo là bây giờ thì các thành viên này chúng ta có 150 là có danh sách hết, nhưng mà tôi cứ tìm mãi và xoay mãi mà không có thành viên trẻ nào cả. Thế thì đấy chưa phải là lan tỏa, đúng không ạ? Chứ phải lan tỏa sang cộng đồng, nhưng mà là cộng đồng dân cư, có nghĩa là có nhiều thế hệ chúng ta lan tỏa.
chúng ta thu hút hoạt động ở đây thì tốt quá và rất cần lắm. Thì nếu được thì báo cáo các bác là hiện nay là tỉnh thì đang xét hồ sơ, đang nằm nãy có đồng chí này phải nói các anh bên sở văn hóa cũng rất quan tâm, các đồng chí rất bận, các đồng chí cũng sang dự, thì tôi có trao đổi với đồng chí bên sở văn hóa thì đồng chí nói là hồ sơ hiện nay đã tập hợp xong hết rồi và đang chờ để xét thôi. Thì nếu được thì đấy, báo cáo với câu lạc bộ rất quý, bởi vì câu lạc bộ này nếu được thì mỗi năm người ta sẽ cấp cho là 20 triệu để chúng ta hoạt động đấy, thì cái đấy cũng là đỡ lắm, thì tuyệt vời lắm. Thì bây giờ là hôm trước thì tôi có trao đổi cho chị Quế là bây giờ hồ sơ chúng ta nộp rồi, chúng ta phải sát sẵn sàng, chúng ta phải bám sát ở trên đấy, trao đổi đề nghị người ta hỗ trợ phải quyết liệt thì mới được. Chứ còn hội người cao tuổi là cũng liên tục rồi bám sát và hỗ trợ ở mức tối đa rồi, thì bây giờ đến lượt của ban chủ nhiệm, nhất là chủ nhiệm phải bám sát ở trên sở văn hóa. Và nếu được ta duyệt cho mình cái đấy thì một mặt là chúng ta có điều kiện thì ít nhất mỗi năm chúng ta có 20 triệu để chúng ta hoạt động thực hành, tốt lắm. Và cái thứ hai, nếu được cái đấy thì tôi báo cáo với câu lạc bộ chúng ta là trách nhiệm chúng ta cất càng lớn và rất lớn. Đấy, càng lớn và rất lớn. Bởi vì tại sao ạ? Một cái bộ môn thực hành nó tuyệt vời như này, lan tỏa như này mà chúng ta không làm được lan tỏa thì tiếc lắm. Để chúng ta không khoanh lại ở cái chỗ chúng ta có 10 chân rết, chúng ta có 150 hội viên mà chúng ta lan tỏa thật nhiều chân rết và nhiều hội viên nữa. Đấy, để xứng đáng với một cái câu lạc bộ. Chúng ta thì tôi báo cáo các bác này, câu bộ chúng ta là câu bộ hát chèo người cao tuổi, nhưng mà đấy là tư thế thôi, còn chức năng nhiệm vụ của nó là bảo tồn, phát triển, lan tỏa và truyền dạy. Thế thì chúng ta phải có hội viên, chúng ta truyền dạy, chúng ta phải yêu thích các cháu. Bây giờ các cháu nó có vẻ với chúng ta hay không thì trách nhiệm đó chúng ta mới khẳng định được, à câu bộ chúng ta làm được rất nhiều việc mà người ta thích lắm, người ta yêu lắm, người ta mới về mình nhé. Đấy thì cái đấy thì tôi mong lắm. Tổ chức thì kiện toàn, củng cố, tăng cường thêm ban chủ nhiệm, thành viên thì lan tỏa thêm các câu lạc bộ chân rết, hội viên thì phát triển thêm thế hệ trẻ là thành viên câu bộ nữa, để làm sao chúng ta đến lúc mà chúng ta hôm nay 5 năm, đến lúc mà chúng ta tổng kết 10 năm thành lập thì chương trình lúc đấy nó sẽ đẹp hơn, nó phong phú hơn rất nhiều và chúng ta tự hào là chúng ta một cái câu lạc bộ. Phải nói là báo cáo các bác là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh các câu lạc bộ quan họ nhiều lắm, câu bộ quan họ này, câu bộ thực hành lĩnh vực quan họ thì rất nhiều, nhưng câu lạc bộ ở quy mô tầm tỉnh mà lại hát chèo thì duy nhất và độc nhất chỉ có câu bộ của chúng ta mà thôi. Đấy, chúng ta tự hào nhưng mà trách nhiệm ta lớn lắm, để chúng ta phải nhìn thấy là cái vinh dự và tự hào để làm gì ạ? Để ban chủ nhiệm phải cố gắng. Nhưng mà báo cáo các bác hôm trước thì tôi đã phát biểu rồi, nguyên ban chủ nhiệm không làm được gì cả, tất cả 150 thành viên, tất cả 10 câu lạc bộ trực thuộc, chúng ta đấu lực, chung tay đấu lực, chung sức đồng lòng để chúng ta cùng phát triển để câu bộ này, để cho nó ngày càng phát triển, nó xứng đáng, xứng danh với một cái câu bộ có bề dày hoạt động 5 năm mà một câu bộ là thuộc người cao tuổi tỉnh, mà chúng ta phải nói là hiện nay chúng ta đang hoạt động phát triển. Và nơi đây nếu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận chúng ta là một câu lạc bộ có một cái công sức đóng góp, có một chức năng rất lớn trong việc thực hành các bộ môn dân gian trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đặc biệt rất độc đáo, thì có thể nói đây là một cái vinh dự tự hào, một cái quá lớn đối với câu bộ của chúng ta. Thì báo cáo với các bác hiện nay thì câu bộ đang phát triển rất tốt, đang đúng hướng rồi. Và đồng chí Rồng thì rất mong là tới đây thì trên đà chúng ta phát triển thì chúng ta tiếp tục củng cố kiện toàn, phát triển cả về tổ chức, cả về chuyên môn, cả về các phương pháp hoạt động. Để làm sao là chúng ta, hôm nay thì đồng chí Rồng cũng thực ra thì hôm trước thì nói cũng tương đối nhiều gay gắt về công tác tổ chức rồi. Hôm nay thì có tiến bộ, nhưng sau này có khi thì công tác tổ chức sự kiện này này là phải cố gắng hơn. Nhưng nay như này, tôi thì tôi đã nhắc rồi là tại sao mà cả một cái hệ thống loa đài người ta như này mà các bác cứ mang một cái đài bằng cái bàn tay này, các bác cắm vào, công suất của nó có thế thôi, làm cái bài hát chèo hôm nay, đặt bài cái bài khai mạc nó đẹp như thế, nó đang sung sức như thế, tự nhiên vào ra lại vào ra mất bao nhiêu phút. Thế là cũng cùng như Rồng và bao khán giả người ta cũng cảm thấy bị nhụt ý chí, không được, phải rút kinh nghiệm. Riêng công tác tổ chức sự kiện là chị Rồng mong rằng là nếu chúng ta tổ chức 10 năm thì nó không còn phải như thế này nữa. Tôi nói là thời gian tương đối dài đây ạ, 10 năm tổ chức sự kiện, công tác chuẩn bị không đơn giản được một tí nào cả. Đấy thì phải làm cho nó tốt. Hôm nay bao nhiêu quan khách, tất cả thành viên câu bộ mặc đẹp như kia, tất cả như này, do đó mình làm một cái sự kiện nó vẫn cứ bị trục trặc. Mà cái này chị Rồng nhắc đi nhắc lại rồi, này thuê cả bộ loa đài như này, sao các chương trình nạp nó vào một cái
cái laptop trong đây là anh cứ bật tênh lên thế là nó chắc nó xẹt như này. Không bao giờ làm được cái thế, mà tôi thì tôi chắc là tôi có lẽ là tôi nghiêm cấm không ở được sử dụng các cái hình thức đấy trong sự kiện lớn đó. Làm nó không ra một cái gì phí cả một cái chương trình tổ chức như này. Thì tôi về dự như này, tinh thần chung là đồng chí Rồng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương cái kết quả hoạt động trong năm qua và mong muốn rằng câu bộ ta sẽ là một trong những câu bộ được tỉnh ghi nhận là câu lạc bộ thực hành trong bộ môn dân gian của tỉnh Bắc Ninh và sẽ được hỗ trợ và xứng danh với cái vai trò của một cái câu lạc bộ duy nhất và câu bộ đầu đàn về hát chèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để chúng ta thúc đẩy cái phong trào hát chèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một lần nữa xin được trân trọng kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể câu lạc bộ sức khỏe hạnh phúc và chúc cho câu lạc bộ chúng ta thì sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn. Sau đây xin kính mời bà Phạm Thị Quế, chủ nhiệm câu lạc bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Xin mời bà. Vâng, vừa qua tất cả hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Vũ Bá Rồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh. Đúng là một niềm vinh, rất vinh dự cho câu lạc bộ ngày hôm nay. Và những lời phát biểu của đồng chí Vũ Bá Rồng hôm nay là một niềm tự hào lớn nhất của câu lạc bộ, đã chỉ ra cho câu lạc bộ những mặt tích cực và những mặt còn thiếu sót. Thay mặt cho câu lạc bộ, xin tất cả hội nghị cho một tràng liệt nhiệt để cảm ơn ông Vũ Bá Rồng. Đúng là câu lạc bộ chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh thành lập năm 2019. Trong suốt từ lúc khai sơ thì lúc bấy giờ là ông Vũ Bá Rồng là trưởng ban đại diện người cao tuổi, đã rất dìu dắt câu lạc bộ cho đến bước đường ngày hôm nay. Có được sự ngày hôm nay là công lao lớn nhất của ông Vũ Bá Rồng và của tất cả cán bộ của ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh trước và hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh bây giờ, và cũng là sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh cũng đã dìu dắt cho câu lạc bộ đi được đến bước đường ngày hôm nay. Nhất là ông Vũ Bá Rồng, câu lạc bộ bất kỳ tổ chức một sự kiện ở đâu, dù xa xôi, mưa gió rét, nhưng ông vẫn rất là nhiệt tình và cùng đi đến tận nơi và chỉ ra những sai sót và hướng dẫn cho câu lạc bộ. Và đến ngày hôm nay, thực ra là ông Vũ Bá Rồng rất là bận, nhưng mà sự hiện diện của ông ngày hôm nay, câu lạc bộ rất là phấn khởi. Và thay mặt cho câu lạc bộ, ban chủ nhiệm xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo rất bổ ích, rất sát sao của ông đến câu lạc bộ để góp phần phát triển lớn mạnh của câu lạc bộ. Thay mặt cho câu lạc bộ, xin trân trọng cảm ơn ông và chúc kính chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Xin cảm ơn ông. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị quý khách cùng toàn thể hội nghị, trải qua 5 năm hoạt động 2019-2024, ban chủ nhiệm cùng tất cả các hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển tích cực, tham gia vào việc truyền bá, giao lưu, góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa bộ môn nghệ thuật hát chèo dân gian truyền thống của dân tộc. Để ghi nhận và động viên tập thể và các cá nhân xuất sắc đã góp phần vào thành tích của câu lạc bộ nêu trên, sau đây xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Linh Lan lên thông qua quyết định khen thưởng. Xin kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, được sự phân công của ông Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh, sau đây tôi xin công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hội Người Cao Tuổi,
quyết định số 02 Bắc Ninh ngày 29 tháng 7 năm 2024 quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể cá nhân câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh thuộc Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ điều lệ Đại hội 6 Hội Người cao tuổi tỉnh Việt Nam, xét đề nghị của ban chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh quyết định điều 1 tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thuộc Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đã có thành tích trong việc xây dựng và phát triển câu lạc bộ nhân kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành, Chủ tịch Vũ Bá Rồng đã ký. Danh sách các tập thể cá nhân được tặng giấy khen. 1. Tập thể câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Cá nhân 1. Bà Phạm Thị Quế, chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. 2. Bà Nguyễn Thị Như, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. 3. Ông Nguyễn Hữu Xuất, phó chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. 4. Bà Nguyễn Thị Dịu, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Nội Viên, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 5. Bà Nguyễn Thị Bảy, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Nội Viên, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 6. Ông Nguyễn Thế Quyết, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 7. Ông Nguyễn Văn Hàng, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Nhân Hòa, thị xã Quế Võ. 8. Bà Nguyễn Thị Liễu, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. 9. Bà Ngô Thị Thủy, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. 10. Ông Trần Đức Bình, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. 11. Bà Nguyễn Thị Thận, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Phả Lại, Đức Long, thị xã Quế Võ. 12. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Phả Lại, Đức Long, thị xã Quế Võ. 13. Bà Vũ Thị Sáu, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Kiều Lương, Đức Long, thị xã Quế Võ. 14. Ông Nguyễn Quang Đồi, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Kiều Lương, Đức Long, thị xã Quế Võ. 15. Bà Nguyễn Thị Thái, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thành phố Bắc Ninh. 16. Ông Hoàng Tiến Lung, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thành phố Bắc Ninh. 17. Bà Nguyễn Thị Nhuân, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Xuân Lai, huyện Gia Bình. 18. Ông Nguyễn Xuân Hòa, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Xuân Lai, huyện Gia Bình. 19. Bà Nguyễn Thị Tiêu, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Vạn Ti, huyện Gia Bình. 20. Bà Nguyễn Thị Bắc, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Vạn Ti, huyện Gia Bình. 21. Bà Nguyễn Thị Sử, phụ trách câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. 22. Ông Phạm Trọng Mạch, hội viên câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Sau đây là phần khen thưởng ạ. Đầu tiên, xin kính mời đại diện câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh lên bục để nhận giấy khen. Đầu tiên, xin mời bà Phạm Thị Quế, chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Như và ông Nguyễn Hữu Xuất, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Xin kính mời bà Hoàng Thị Ngọc Thành. Xin kính mời ông Vũ Bá Rồng, chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh lên trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc ạ.
mời bà Nguyễn Thị Dịu, phụ trách câu lạc bộ hát chèo nội viên, bà Nguyễn Thị Bảy, hội viên câu lạc bộ hát chèo nội viên ạ. Xin mời ông Nguyễn Thế Quyết và ông Nguyễn Văn Hàng ở hội câu lạc bộ hát chèo Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, bà Nguyễn Thị Liễu, bà Ngô Thị Thủy và ông Trần Đức Bình, hội câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Khắc Niệm, bà Nguyễn Thị Thật, bà Nguyễn Thị Xuyến, câu lạc bộ hát chèo Phả Lại Đức Long, thị xã Quế Võ, bà Vũ Thị Sáu, ông Nguyễn Quang Đồi, câu lạc bộ hát chèo Kiều Lương Đức Long, thị xã Quế Võ. Xin kính mời các ông bà. Xin kính mời bà Hoàng Thị Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, lên trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Đợt 2, xin kính mời các ông bà có tên ạ. Bà Nguyễn Thị Thái và ông Hoàng Tiến Lung ở câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Nhuân, ông Nguyễn Xuân Hòa, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Xuân Lai, huyện Gia Bình. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Tiêu, bà Nguyễn Thị Bắc, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Vạn Ti, huyện Gia Bình. Bà Nguyễn Thị Sử và ông Phạm Trọng Mạch là câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Xin kính mời các ông bà.